Có rất nhiều hình thức đầu tư sinh lời, nhưng đâu mới thực sự là giải pháp tốt nhất dành cho bạn? Vừa hiệu quả, vừa an toàn, lại mang lại lợi nhuận hấp dẫn. Hãy cùng điểm danh các kênh đầu tư hiện có. Những kênh đầu tư ăn chắc mặt bền, trung thành với những lựa chọn truyền thống như gửi tiết kiệm, giữ vàng hay mua nhà đất cho thuê. Gửi tiết kiệm vừa an toàn, vừa nhẹ đầu vì cứ tới hạn nhận lãi. Nhưng với mức lãi suất từ 5 đến 7% hiện nay, dường như chỉ vừa đủ để bù trượt giá và lạm phát. Nhà đất cho thuê chỉ là kênh giữ tiền khi lợi nhuận rất thấp, chỉ ở mức 3% đến 4% một năm và chờ đợi cơ hội tăng giá còn ở tương lai. Vàng, sự lựa chọn an toàn nhưng không tăng, cũng chẳng giảm, ổn định nhiều năm nay. Tất cả đều không phải là hướng đi của những nhà đầu tư tiên phong dẫn đầu, vì tất cả đều xem như đầu tư không lãi. Những kênh đầu tư đánh nhanh thắng nhanh như chứng khoán, lướt sóng ngoại tệ, đầu cơ bất động sản, mặc dù lợi nhuận có thể tăng cao đột biến, nhưng lại tiềm ẩn quá nhiều rủi ro bởi thị trường lên xuống liên tục, chưa kể tới những nỗi lo lắng, stress triền miên khi thị trường trồi sụp khó kiểm soát và đau đầu theo dõi từng biến động mỗi ngày. Những nhà đầu tư chắc tay vừa vốn thì sao? Họ thường lựa chọn những dự án chung cư tầm trung, kết nối giao thông thuận tiện, dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê, với tỷ suất sinh lời từ 5 đến 7%. Đây đang là sự lựa chọn phổ biến nhất vì tính thanh khoản tốt. Khi nhà đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, chọn mua sản phẩm xây dựng của chủ đầu tư uy tín, quản lý chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chủ nhà cho thuê cũng gặp khá nhiều sự phiền hà, chưa tốn thời gian khi phải thường xuyên sửa chữa, bảo trì cho khách hay tìm kiếm khách thuê mới, trả phí môi giới vì cứ 3 tháng một năm lại bị trả nhà. Cũng không phải ngẫu nhiên mà căn hộ cho thuê tầm trung được các nhà đầu tư ví như tiêu sản thay vì tài sản, bởi khả năng tăng giá chậm hơn so với mong đợi, còn khấu hao thì lại quá cao do nguồn cung tăng mạnh, tỷ lệ thuận với tốc độ đô thị hóa của các quận vùng ven. Một số dự án do tiêu chuẩn quản lý, bảo hành, bảo trì tòa nhà chưa tốt, ảnh hưởng đến giá trị tài sản khi xuống cấp và dịch vụ quản lý không đáp ứng được nhu cầu khách thuê. Năm 2015, thị trường bất động sản Việt Nam chấn động với sự ra mắt của dòng sản phẩm đầu tư mới, bất động sản nghỉ dưỡng Condotel và biệt thự biển. Với cam kết lợi nhuận cao đến khó tin, 10% một năm liên tục trong 10 năm, mức giá bán chạm mức kỷ lục nếu so sánh với giá trị bất động sản tại địa phương. Nhưng sự hấp dẫn của dòng bất động sản nghỉ dưỡng cũng đặt ra nhiều dấu hỏi chưa có lời đáp, lớn dần trong lòng những nhà đầu tư tầm cỡ và thông thái. Khả năng sinh lời thực sự sau thời gian cam kết có duy trì ổn định ở mức cao 10% một năm, giá trị thực nhận của thu nhập này sẽ là bao nhiêu nếu vận hành quản lý thiếu minh bạch? Khả năng gia tăng giá trị tài sản có thực sự theo cấp số nhân đạt kỳ vọng khi mà tăng trưởng du lịch Việt Nam so với khu vực vẫn còn một khoảng cách khá xa? Tính thanh khoản vẫn là một ẩn số khi mà 4 năm qua thị trường thứ cấp của bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa nhen nhóm. Rủi ro đầu tư vẫn rình rập khi mà tính pháp lý sở hữu Condotel 50 năm có gia hạn chưa rõ ràng. Có thực sự mang lại sự an nhàn và thảnh thơi đầu tư khi mà các hợp đồng quản lý ký kết với đơn vị vận hành ngắn hạn? Liệu chủ đầu tư có giữ lời cam kết về một đơn vị vận hành quốc tế, chuyên nghiệp với nguồn khách du lịch luôn ổn định ở mức cao trọn đời? Vậy, đâu sẽ là giải pháp toàn vẹn cho những nhà đầu tư thực sự tầm vóc và thông thái nhất? Alpha Hill, sự lựa chọn Tam An, một sản phẩm 3 trong 1 mang tới sự an tâm, an nhàn và an toàn tuyệt đối. An tâm ký hợp đồng, chỉ cần có trong tay 20% giá trị tài sản, cơ hội đầu tư bất động sản hạng sang đã trong tầm tay với sản phẩm căn hộ biến hình Transformer Apartment đầu tiên tại Việt Nam. Đáp ứng linh hoạt từ cho cộng đồng expat thuê dài hạn hay kinh doanh du lịch ngắn hạn, chỉ từ 2 tỷ đồng, sở hữu ngay căn hộ 40m², sổ đỏ vĩnh viễn với thu nhập cho thuê ổn định từ 5 đến 7% một năm. Nguồn cung nhu cầu thuê rất lớn đến từ tòa tháp văn phòng Alpha Tower với 10.000 nhân sự làm việc, và thực tế đã chứng minh khả năng sinh lời của bất động sản tại lõi trung tâm, cung luôn không đủ đáp ứng cầu. An nhàn, thảnh thơi khi giao căn hộ của bạn cho đơn vị uy tín hàng đầu thế giới CBRE, quản lý chuyên nghiệp và vận hành cho thuê lâu dài, minh bạch. Cùng cam kết tiền thuê cho căn hộ 40m² đã lên tới 2.000 đô la mỗi tháng. Không thể phủ nhận khi khẳng định Alpha Hill chính là sự lựa chọn an toàn tuyệt đối khi sở hữu vị trí vàng tại lõi trung tâm quận nhất, với khả năng gia tăng giá trị bất động sản chắc chắn theo thời gian. Chất lượng xây dựng quốc tế, hệ thống tiện ích được thiết kế như một resort mở giữa tầng cao, tiêu chuẩn dịch vụ Tony đóng giày và vận hành quản lý 5 sao chắc chắn sẽ hấp dẫn du khách và cộng đồng expat gần xa. Vượt lên trên một kênh đầu tư hoàn hảo nhất,
Alpha Hill chính là một tài sản đảm bảo để lại cho con cháu với thu nhập kế thừa cho các thế hệ mai sau. Alpha Hill lựa chọn an tâm, đầu tư vẹn tròn. Siêu phẩm đầu tư của năm 2019.